bóng đỏ cặp ngang bên sông, biết anh sang lòng em vui thầm. Viết bài thơ trên giấy qua, mang tiếng yêu gửi trao tình ta. Thầm mong hôn tơ sẽ môi để cho hai đứa mình gần nhau. Hẹn mai năm qua xuân tới, đón em về cho trọn tình ấm. Có ngờ một hôm nước lên, đứa con đò rời xa bên giờ. Áo hồng ngày vui kết hoa, có nhớ xưa ấm êm tình ta. Mình em trên con bên vắng, ngóng con đò anh dần mở trôi. Lòng đau nghe môi mặn đắng, cánh con đò sao đành lìa xa. Lặng nhìn dòng sông nước trôi ngược dòng, cuộc tình ra đi để em chờ mong. Trách anh nỡ đành lòng quên em, trách em dây hờn thương nhau bao ngày qua. Tìm về đâu ngày bên nhau ân tình đậm sâu. Nắng chiều rung trên mái nhớ câu thơ âu ơ chúng mình, biết người giờ nơi chốn xa có nhớ xưa ấm êm tình ta. Trời sao mưa nhông bão tố để bây giờ cánh cò mồ côi buồn trong đêm. Xin mến chào các bác cùng anh em đến với kênh âm thanh bãi HD. Trong video ngày hôm nay thì bên cửa hàng có test những chiếc đẩy bãi NUB mã R1000 nhé. Những cái mã này thì cũng như thông báo cửa hàng đang xả lỗ cho các bác với giá có 1.900.000 anh em nhé. Thì ngày hôm nay thì có nhận được một số đơn của các khách hàng là tiện video clip này thì bên cửa hàng sẽ test nhanh nhé, test nhanh những cái sản phẩm nhé. Giá thành của nó sẽ là 1.900.000 và bên cửa hàng cũng thông báo luôn là đây là hàng số lượng còn không còn nhiều, thì cũng xin phép anh em thợ muốn tất cả các bác khách hàng đã mua những cái sản phẩm của cửa hàng bán lỗ nhé, bán lỗ. Và cái giá thành này thì bên cửa hàng sẽ không tặng dây rác và không bao ship cho các bác chú ý nhé. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng có test hai thiết bị này cho, đầu tiên là cho bác khách ở Thạch Thất Hà Nội anh Trọng nhé. Đấy, đẩy giá thành là 1.900.000 có nhé, 1.900.000. Và một thiết bị thứ hai thì ngày hôm nay thì cửa hàng có test cho một bác khách ở trong Đức Hòa Long An, đó là anh Trương Bá Ngọc nhé, anh ở Đức Hòa Long An. Và số điện thoại để các bác có thể liên hệ đặt hàng tới bên cửa hàng âm thanh bãi HD là số 0396855899 và địa chỉ cửa hàng ở phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhé. Nói chung là đây là một trong những cái mã để các bác sử dụng chơi gia đình khá là hợp lý. Nó công suất nó dao động khoảng 500W một kênh nhé. Và con này thì nếu mà để đánh súp hơi thì các bác có thể chập kênh là 1000W một kênh, thì dòng súp hơi 40 hoặc 50 đơn tới 2-100 đánh rất là ok. Và hàng của bên cửa hàng khi bán xả cho anh em từ những cái con cuối cùng là phải hàng rất là đẹp nhá. Các bác thấy là con này thì mặt phay nhôm này, phay nhôm rất là dày. Đấy. Và thương hiệu của nó là thương hiệu NUB mã R1000 nhá. Nó không như những chiếc đẩy của bên cửa hàng thì dù thanh lý hay là dù bán cho anh em với giá như thế nào thì nó vẫn rất là đẹp, xuất sắc đấy. Hình thức ruột gan cũng như là ngoại thất nội thất thì rất là ok các nhá, rất là ok. Tiếng nhạc con này cực kỳ là hay, hiện tại thì đang đấu cho bác cổ loa phía trước này đấy, đang đánh hai ở một cặp loa phía trên này, đánh mộc nhá, đánh mộc này. Thì con này thì sử dụng nguồn biến áp khoảng 17cm và sử dụng mạch class hát có bù áp nhá. Tụ tiếc thì rất là phẳng luôn, hàng thì bao zin bao đẹp cho các bác luôn nhá. Ok, thì clip này thì cửa hàng có test nhanh cho các bác thì những cái sản phẩm này thì cửa hàng cũng đã thông báo giá cả hợp lý cho các bác rồi nhé. Các bác nếu mà khi mua hàng thì các bác xem kỹ video cũng như tất cả những cái thông báo thì cửa hàng đã làm chi tiết rõ rất là trên kênh rồi. Đấy, các bác nếu mà có nhu cầu chúng ta mua những cái dòng sản phẩm để chơi gia đình, con này thì để đánh một cặp loa 30, cặp loa làm 25 ok các bác nhé. Ngoài ra thì những cặp 30 hoặc 40 đơn chơi gia đình thì nó quá ok rồi và giá thành thì cực kỳ rẻ rồi. Ok. Thì clip này thì bên cửa hàng xin dừng lại tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.